Tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tại Bạc Liêu và Đồng Tháp. Tại Bạc Liêu, Công an huyện Phước Long vừa nhận được tin báo của bà Hồng Thị Hải, chú xã Hưng Phú, huyện Phước Long về việc kẻ gian đột nhập và lấy trộm số tiền 24 triệu đồng. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Phước Long phát hiện đối tượng Hồ Bích Tiền, sinh năm 2002, là cháu nội của bà Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời Tiền về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tiền khai nhận lợi dụng lúc bà nội của mình là bà Hồng Thị Hải không để ý, Tiền đã mở két sắt và lấy đi số tiền 24 triệu đồng, đem đến nhà đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, chú xã Hưng Phú, huyện Phước Long để đánh bạc. Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhỏ, chú huyện Hồng Ngự về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 5 tháng 12, đối tượng Nhỏ từ xã An Bình A, huyện Hồng Ngự đến ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông để tìm kiếm tài sản lấy trộm. Phát hiện cửa hàng vật tư nông nghiệp của chị Phạm Thị Trang không có người trông giữ, đối tượng đã đột nhập vào mở tủ lấy trộm trên 7,3 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp thì bị người dân phát hiện truy hô. Lực lượng công an huyện Tam Nông đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Được biết Nhỏ có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù chưa được bao lâu, nay lại tiếp tục tái phạm.